Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì tiếp tục mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc của vị tướng Kelika. Đây là một vị tướng xạ thủ nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc dành cho đi rừng và đi lên luôn. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào cái bản ngọc dành cho đi rừng trước nha mọi người. Thì đi rừng của vị tướng này á, cái bản ngọc mình sẽ lên như sau. Thì đầu tiên đối với 10 viên ngọc đỏ đó, mình sẽ lên là tỷ lệ chí mạng là 1,6% nha. 1,6%. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím á, thì mình sẽ lên là máu tối đa và tỷ lệ chí mạng nha. Máu tối đa là cộng 60, tỷ lệ chí mạng là 0,5%, mình lên 10 viên. Cuối cùng là 10 viên ngọc xanh á, mình sẽ lên là công vật lý và xiên giáp. Công vật lý là cộng 0,9, xiên giáp là 6,4 nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo ngọc ra gắn lại cho mọi người xem dễ hiểu nha. 10 viên ngọc đỏ mình sẽ lên là tỷ lệ chí mạng nè. 1,6% nha. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím á, thì mình sẽ lên là máu tối đa và tỷ lệ chí mạng. Máu tối đa là 60, tỷ lệ chí mạng là 0,5%. Cuối cùng là 10 viên ngọc xanh á, thì mình sẽ lên là công vật lý và xiên giáp nha. Công vật lý là cộng 0,9, xiên giáp là 6,4. Thì đây là cái bản ngọc dành cho đi rừng nha mọi người. Sorry, đây là cái bản ngọc dành cho chí mạng, cũng là đi rừng luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc dành cho đi lên nha. Đi lên thì mình tháo ra, mình sẽ gắn lại 10 viên ngọc đỏ đó. Mọi người hãy lên cho mình là cái tóc đánh và tỷ lệ chí mạng nha. Tóc đánh là 1,6%, tỷ lệ chí mạng là 0,5%. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím á, thì mình sẽ lên là cái tóc đánh và tóc chạy. Còn ngọc xanh thì công vật lý và xiên giáp nha. Đây là bản ngọc dành cho Lily lên nha mọi người. Cuối cùng là 10 viên ngọc xanh thì mình sẽ lên là công vật lý và xiên giáp. Xóa ghi mọi người nha, mình nói chuyện nhiều quá nên là bị khan họng rồi, nói không có nghe rõ nha, mọi người thông cảm cho mình nha. Rồi, khi lên xong thì có công vật lý là cộng 9, tỷ lệ chí mạng là 5%, xiên giáp là 64, tóc chạy là 10 và tóc đánh là 26% nha. Thì đây là cái phần trang bị dành cho đi lên. Thì tiếp theo mình sẽ đi lên cái phần cách lên đồ nha. Đây, cái vị tướng này á, mình chưa có nhận nha mọi người. Mình mới nhận có khoảng 100 vị tướng thôi à. Thì cách lên đồ của vị tướng này á, dành cho đi rừng nha. Đầu tiên á, mình hãy lên cái món đi rừng trước. Đó chính là cây cung bỏ tố. Tiếp theo hãy lên chiếc giày nha. Giày kiên cường. Và tiếp theo sẽ lên là thánh kiếm. Món thứ tư đó chính là cây cung tà ma. Món thứ năm là cái kiếm Mugamasa. Cuối cùng là giáp phong mệnh và cái đâu rồi, giáp phong mệnh và cái công chính là Sam Đao Bảo Táp nha. Mọi người có thể chọn một trong những hai món đó tùy vào tem địch mà mình chọn nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi vào cái trang bị và phù hiệu nha. Rồi, cái phù hiệu của vị tướng xạ thủ đây, Kelika nha. Thì cái phù hiệu của vị tướng này á, thì mình sẽ chọn như sau. Thì sẽ chọn cái đầu thai nha mọi người. Đầu thai đầu tiên hãy chọn màu xanh nè. Tiếp theo là cái bảo mệnh. Tiếp theo là tăng CT, hạ tăng CT nha. Cuối cùng là đầu thai. Dưới đây thì màu vàng. Và tiếp theo là ở đây sẽ là hồi chiêu. Màu vàng ở đây luôn. Tiếp theo là cái chí mạng nha. Rồi, đây là cái phần phù hiệu của vị tướng Kelida nha. Và hồi nãy á, mình mới chia sẻ cái trang bị dành cho đi lên thôi. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ cái trang bị dành cho đi rừng nha mọi người. Thì đi rừng đầu tiên á, mọi người hãy lên cho mình là cây cung bảo tố nha.
món thứ hai là dạy vô mục, món thứ ba là thánh kiếm nha, thứ tư là cung tà ma, thứ năm là kiếm Mugamasa, cuối cùng là giáp phong mệnh nha. Thì đây là cái phần trang bị về bản ngọc nè, trang bị lên đồ và phù hiệu trong trận đánh của vị tướng Candida. Thế đây là hết, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nha, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.